Hello mọi người, Khi đã quay trở lại với mọi người rồi đây. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Khi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một cái chủ đề mà mọi người đã vote rất là nhiều. Đó là diễn biến tình cảm trong 3 tháng tới. Ban đầu thì dự định ghi là diễn biến tình cảm 3 tháng cuối năm, nhưng mà đột nhiên thì muốn làm một cái Timeless Reading nữa. Là một, đây là, nói chung là những cái video mà Khi làm nó đều là Timeless Reading thôi, nhưng mà muốn kiểu là sợ rằng là mọi người không biết nên là ghi luôn cho mọi người biết. Thì ở đây ngày hôm nay vẫn là một cái chủ đề mà bất kỳ lúc nào các bạn click vào xem thì đây sẽ là cái diễn biến tình cảm trong 3 tháng tiếp theo tính từ cái thời điểm bạn xem video này, cho nên là không nhất thiết bạn phải xem nó ở ngay cái đoạn thời gian mà Khi đăng nó lên. 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau bạn vẫn có thể click vào xem video này một cách bình thường và nó đều sẽ có thông điệp dành cho các bạn. Ngày hôm nay thì Khi có 3 tụ bài dựa trên những cái tấm hình ở đây, mọi người lựa chọn ha. Đây là tụ bài số 1, đây là tụ 2, đây là tụ 3. Thì mọi người tập trung năng lượng và đặt cái câu hỏi diễn biến tình cảm trong 3 tháng tới của mình vào, hoặc là các bạn có thể hoàn toàn dựa là không thích chọn hình ở đó thì có thể chọn lá bài, chọn các cái tụ bài mà Khi đã chia sẵn ở đây. Và bây giờ Khi sẽ bắt đầu đến với các bạn chọn tụ bài số 1. Và nếu như các bạn chưa chọn được tụ bài cho mình, mọi người có thể ấn pause màn hình lại và lựa chọn ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tụ 1. Các bạn có 5 gậy. Các bạn có 2 gậy. 2 gậy. Các bạn có 6 gậy. Các bạn có The World, các bạn có Fire Cup, các bạn có The Hero Fins và các bạn có Ten of Swords. Có cái gì đó đó. Dường như là tụ này có cái gì đó rất là đặc biệt, nhưng mà Khi sẽ xem thêm nha. Các bạn có wedding nè, các bạn có engagement, các bạn có pay attention to the red flags và heart to heart conversation. Ở đây Khi thấy là có những cái lá bài nó rất là xấu, nhưng mà nó cũng có những cái lá bài rất là đẹp, cho nên là Khi phải xem nó kỹ một chút, bởi vì Khi sợ rằng nó dường như cái diễn biến tình cảm của các bạn từ giờ đến cuối năm nó sẽ có rất là nhiều những cái chuyển biến luôn. Đầu tiên phải nói là nếu như mà các bạn là những cái người mà đang có đôi có cặp, các bạn là những cái bạn mà đang có đối tượng rồi, đang ở trong một mối quan hệ thì rất có thể là các bạn sẽ có tiến triển với nhau, một cái đính hôn kết hôn với nhau, một cái điều gì đó để các bạn gắn kết lâu dài với nhau. Và ở đây còn có Khi có thể thấy là có những cái người mà các bạn đã từng có những cái sự đổ vỡ với họ. Đối với những bạn mà đang độc thân thì có những cái người mà các bạn đã từng trải qua cái sự đổ vỡ với họ. Các bạn đã từng rất là đau khổ, các bạn đã từng rất là nhiều những cái niềm đau trong khoảng thời gian vừa qua. Hoặc là nó sẽ là diễn ra trong vòng, đây sẽ là cái diễn biến trong 3 tháng tới luôn, là các bạn sẽ trải qua những cái khoảng thời gian đó rất là khó khăn, cái sự đổ vỡ của một mối quan hệ. Từ đó các bạn rút ra cho mình rất là nhiều những cái bài học. Và gần như là ở đây có 10 kiếm thì các bạn ở một cái mức độ nỗi đau, nó là cái đỉnh điểm rồi, nó là cái chạm đáy rồi, chạm đáy nỗi đau rồi. Sẽ có những cái chuyện nó xảy ra, nó khiến cho các bạn buộc phải đứng lên và thay đổi rất nhiều và có cái nhìn trưởng thành hơn. Khi vẫn thấy là sẽ có một cái sự trưởng thành hơn về mặt suy nghĩ, về mặt nhận thức của bạn rất nhiều. Từ đó nó sẽ dẫn đến cho các bạn được cái việc đó là các bạn thay đổi, các bạn lột xác, và từ 5 gậy các bạn lên đến 6 gậy. Các bạn đạt được cái thành công mà các bạn mong muốn, các bạn đạt được cái mong muốn mà các bạn có được, và các bạn hoàn toàn có được một cái chặng đường, một cái kết thúc viên mãn vào khoảng thời gian cuối năm 2020 này. Khoảng thời gian 3 tháng, sorry mọi người, phải ở cái khoảng thời gian mà kết thúc của 3 cái tháng này. khi thấy một điều á là bạn sẽ có được, sẽ phải giao tiếp rất là nhiều, sẽ phải nói ra rất là nhiều, phải nói ra những cái sự thật, phải nói ra những cái điều mà các bạn suy nghĩ rất là nhiều trong vòng 3 tháng tới. Và bạn cũng nhận được rất là nhiều những cái tín hiệu từ vũ trụ, những cái sign của vũ trụ gửi đến cho bạn để mà bạn có thể cân nhắc quyết định cho cái con đường tiếp theo của mình. Các bạn có nurture, các bạn có heart chakra, các bạn có strengthening bond và reach out. Khi mà khi thấy nurture và heart chakra xuất hiện trong cái tụ bài số 1 thì khi biết là cái trọng tâm trong 3 tháng tới của các bạn nó sẽ là cái việc là các bạn chữa lành, là dấu hiệu của tình yêu, và là dấu hiệu của, khi mà heart chakra xuất hiện nó là dấu hiệu của tình yêu và là dấu hiệu của healing. Và đây còn có nurture nữa. Bạn sẽ rút, nếu như mà bạn vẫn là cái người độc thân thì bạn sẽ rút về bên trong nhiều hơn, bởi vì dường như khi có khoảng thời gian bạn xem cái video này bạn vẫn còn rất là nhiều những cái mà bản thân mình chưa giải quyết được. Còn nếu như mà các bạn là những cái người mà đã có đôi có cặp rồi thì cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà hai bạn nuôi dưỡng cái mối quan hệ của mình nhiều hơn, và các bạn tính được cái chặng đường xa hơn, các bạn thấy được cái con đường xa hơn cho cái mối quan hệ của mình, và các bạn chạm được, các bạn vươn ra được rất là nhiều những cái bậc thang mới trong cái hành trình của mình. Và vẫn cũng cùng với các bạn độc thân là các bạn vẫn tiếp tục trên cái con đường chữa lành cho mình, các bạn vẫn chữa lành cho bản thân mình, các bạn vẫn đang tiếp tục học những cái bài học để mà chúng ta có thể càng ngày càng master cái bài học chữa lành nhiều hơn. Bởi vì cái chặng đường chữa lành nó là cái chặng đường nó không dừng lại, mà chúng ta sẽ luôn luôn chữa lành, chúng ta sẽ luôn luôn healing cho chính bản thân của mình. Chúng ta chữa lành cho đứa trẻ bên trong của mình, chúng ta chữa lành cho những nỗi đau trong quá khứ, và chúng ta chữa lành cả những cái nỗi đau ở thời điểm hiện tại chúng ta vừa mới trải qua nữa. Và nurture ở đây có thể là trong cái khoảng thời gian tới các bạn sẽ gắn mình với thiên nhiên nhiều hơn, các bạn sẽ kết nối với thiên nhiên nhiều hơn, các bạn ăn uống mọi thứ nó đến từ thực vật nhiều hơn, các bạn đi đến một cái nơi nào đó mà nó có thiên nhiên. Khi đọc cái lá này lên thì trong đầu Khi có nghĩ đến một cái việc đó là các bạn đi đến một cái nơi mà nó thiên nhiên nhiều hơn, rừng núi hay là biển, cả biển hay là như thế nào đó. Nói chung là các bạn kết nối với thiên nhiên rất là nhiều. Ở đây các bạn có thể chơi cái strengthening bond này, cái người này họ đi rửa một cái cánh rừng thì có thể là các bạn Khi cảm thấy là các bạn đi trên cái con đường này, các bạn kết nối với thiên nhiên nhiều hơn, hay là các bạn sẽ bắt đầu cái hành trình gì đó mới liên quan đến thiên nhiên, hay là các bạn làm cái công việc gì đó liên quan về môi trường, liên quan về environment của chúng ta. Các bạn bảo vệ, các bạn tham gia các cái chiến dịch bảo vệ môi trường sống và nuôi dưỡng cho cái thế hệ của chúng ta và trả cho cái thế hệ của tương lai nữa. Các bạn có recognition. Oh my god, các bạn có recovery và các bạn có listen your intuition. Các bạn có cái sự phát triển về mặt trực giác nhất định và các bạn bắt đầu chữa lành nhiều hơn. Khi nói là các bạn đang bắt đầu chữa lành nhiều hơn và Khi nhìn thấy được là khi kết thúc 3 tháng này các bạn sẽ dẫn ra được cho mình cái big happy change. Khi mà các bạn đã chữa lành cho bản thân của mình, các bạn tập trung vào cái việc chữa lành đó, một cái điều gì đó rất xứng đáng, nó đang rất là vui vẻ, nó đang chờ các bạn. Khi kết thúc 3 tháng này, có thể là nếu như mà các bạn là người đôi cặp thì kết thúc 3 tháng này các bạn sẽ bắt đầu có cái tin vui trong cái chuyện tình cảm của mình. Hoặc là nếu như bạn độc thân thì hết top 3 tháng này bạn sẽ gặp được một đối tượng nào đó chẳng hạn. Vì ở đây nó đang tập trung, ở đây Khi thấy là tập trung vào cái bản thân của bạn rất là nhiều, và nó không cho Khi thấy được việc là những cái mối quan hệ xung quanh nó như thế nào, nên mà nó là những cái trường hợp mà Khi có thể nêu ra cho các bạn được. Các bạn có physical touch, các bạn có have patience và the only thing that is real is love. Khi thấy là bạn sẽ có cái tương tác về mặt physical với một nhân vật nào đó, và cái nhân vật này mang rất là nhiều cái cảm giác cho bạn, và cái xúc cái cảm xúc của chúng ta tác động trên cái mặt thể chất này. Hãy kiên nhẫn hơn một chút nữa các bạn, có lá have patience. Hãy kiên nhẫn hơn một chút nữa, bởi vì tất cả mọi thứ nó đã diễn ra với bạn đó, thì nó chỉ là cái thử thách thôi. Nó chỉ là cái chặng hành trình mà các bạn phải vượt qua trước khi các bạn gặp được một cái tình yêu thật sự. Và chỉ có một cái điều ở đây là thật, đó chính là cái tình yêu là thật. Tình yêu của một ai đó dành cho bạn là thật. Tình yêu của cái nhân vật soulmate sắp sửa bước đến với bạn trong 3 tháng tới là thật. Và tình yêu của cái người mà đang cùng với bạn xây dựng một cái mối quan hệ và tiến đến được có thể là wedding với nhau, đám cưới với nhau, thì tình yêu của người đó là thật. Cái đó là thông điệp của tụ 1. Hãy kiên nhẫn hơn một chút nữa cho cái hành trình này. Khi còn cảm thấy là một vài bạn ở đây có thể là có một cái mối quan hệ yêu xa với nhau, thì trong vòng 3 tháng tới đó, các bạn có cảm giác là nó bị lạnh nhạt hay là nó không có cái sự phát triển. Nhưng mà khi mà các bạn có cái sự tương tác trực tiếp với nhau, các bạn gặp nhau á, các bạn bắt đầu đẩy được cái cảm xúc của nhau lên nhiều hơn. Và các bạn nhận ra được rằng là giữa bạn và họ là tình yêu. Và những cái nỗi sợ vừa qua nó chỉ là nó đến từ cái bản ngã bóng tối của chúng ta mà thôi. Ok, đó là thông điệp mà khi có cho tụ 1. Một cái thông điệp rất là dễ thương. Mặc dù là có 10 kiếm, mặc dù là có 5 ly, nhưng mà khi những cái dấu hiệu này xuất hiện, nó chính là cái dấu hiệu là các bạn healing. Các bạn phải bước vào cái hành trình healing cho bản thân mình trước khi các bạn có thể gặp được một cái. Và đặc biệt là các bạn có 6 gậy, một cái lá bài của sự chiến thắng. Và hãy biết rằng là sau mọi thứ chúng ta, các bạn sẽ lại giành được chiến thắng mà thôi, nếu như các bạn không bỏ cuộc trong cuộc chiến của mình. Ok, đó là tụ 1. Bây giờ Khi sẽ đến với các bạn tụ 2 nha. Các bạn tụ 2. Tụ 2 các bạn có 9 ly. Các bạn có Ace of Swords. Các bạn có Two of Pentacles. Các bạn có Two of Swords. Các bạn có The Devil. Và các bạn có Queen of Swords. Tụ bài này có thể là thuộc về các bạn cung khí ha, khi em nhận năng lượng khí nhiều. Và các bạn có Heart to Heart con, các bạn có Healing Family Issue, Unrequited Love, New Love và Passion. Tụ này, nếu như mà các bạn tụ này á muốn một cái mối quan hệ nghiêm túc thì Khi nghĩ là nó dường như là nó có một cái gì đó xảy ra đây, có một cái gì đó. Khi thấy đó là việc đó là các bạn, tụ bài này nếu như mà các bạn là người đang có đôi có cặp á, thì Khi nghĩ là các bạn nên lựa chọn lại cái tụ khác ha, bởi vì tụ này nó nhấn lên cái năng lượng độc thân rất là nhiều. Và Khi không đọc được cái năng lượng người có đôi có cặp. Các bạn độc thân sắp tới có thể sẽ gặp được một ai đó đó, mà họ là cái người mà không phải là cái người sống về mặt tình cảm nhiều đâu. Họ là cái người sống rất là lý trí và rất là kiểm soát, rất là thẳng thắn. Nhưng mà người này thì rất là sức hút. Bạn Kia cảm nhận là các bạn sẽ bị thu hút bởi người này rất là nhiều. Người này mang cái nguồn năng lượng của việc là cái người này có sức hút. Nhưng mà cái người này có một cái vấn đề, đó là người này không đi tìm một mối quan hệ nghiêm túc đâu. Họ chưa thật sự nghiêm túc trong tình cảm đâu. Có thể là họ và bạn có rất là nhiều những cái đam mê với nhau. Họ và bạn có rất là nhiều cái thu hút với nhau về mặt bên ngoài, về mặt thể xác chẳng hạn. Nhưng mà người này không mang cho bạn được một cái cảm giác an toàn. Và người này không mang cho bạn được cái cảm giác rằng là hai người có thể đi xa được. Bởi vì đây là cái unrequited love. Các bạn không có đủ những cái kết nối để có thể giữ nhau trong cái mối quan hệ này. Và cái người này luôn luôn ở trong cái trạng thái đó là phân vân và lựa chọn giữa bạn và một ai đó. Vậy như Khi nói thì họ không thật sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Và nếu như bạn muốn nghiêm túc với người này thì Khi nghĩ rằng là nếu như mà bạn đề nghị một cái điều gì đó nghiêm túc với họ thì Khi nghĩ là họ cũng sẽ không đồng ý đâu. Họ sẽ kêu họ sẽ tìm những cái lý do để họ trì hoãn, và họ sẽ, khi mà bạn ở bên họ thì bạn cũng không thấy, bạn như là Khi nó nói là bạn không thấy được cái tương lai cho cái mối quan hệ này. Nhưng mà Khi cảm thấy là các bạn tụ hai này á, cái đời sống độc thân của các bạn ở thời điểm hiện tại thì nó rất là ổn. Nên là nếu như mà bạn không thật sự cần lắm cái tình yêu ngay lúc này, hay là các bạn xem cái việc có một cái người để bên cạnh thôi, không quan trọng người đó là người yêu, thì có thể kết nối với người này cũng được. Nhưng mà nếu như mà bạn là một cái người muốn tìm cái sự nghiêm túc thì maybe là họ không phải là cái người cùng cái tuyếp đi tìm câu chuyện nghiêm túc trong chuyện tình cảm giống như bạn. Nên là khi mà bạn gắn kết với họ thì sẽ có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra, và nó rơi vào những cái trạng thái rằng là bạn sẽ không biết giải quyết là bạn nên làm như thế nào. Còn họ thì luôn luôn trong trạng thái phân vân lựa chọn, còn bạn thì ở trong cái trạng thái là không biết phải xử lý cái mối quan hệ này như thế nào, không biết có nên tiếp tục với họ hay không. Cái đó là cái điều mà Khi thấy. Nhưng mà maybe là họ, khi mà họ chưa có được bạn á, họ chưa có được bạn á, maybe là họ sẽ làm rất là nhiều thứ để mà nó khiến cho bạn phải suy nghĩ rất là nhiều. Các bạn có change your focus, các bạn có listen, các bạn có love, và các bạn có dream, daydream and decisions. Ở đây Khi thấy là các bạn cần thay đổi cái sự chú ý của mình. Có thể là một cái người mà các bạn đã biết rồi, nhưng mà các bạn có thể đây là cái người mà các bạn đang crush chẳng hạn. Một vài bạn thì đây là cái người mà các bạn đang crush, hoặc là cái người mà các bạn sẽ crush trong cái khoảng thời gian từ 1 cho đến 3 tháng tới. Thì cái việc của các bạn là hãy nên lắng nghe nhiều hơn, hãy nên lắng nghe những cái lời nói từ những người xung quanh. Hãy nhìn những cái mối quan hệ xung quanh của họ phản ứng như thế nào về họ, lắng nghe nhiều hơn, tìm hiểu về họ nhiều hơn, và khoan hãy vội hành động cho cái việc ra quyết định này. Và mọi thứ nó nên được trì hoãn lại. Và như Khi nói là nếu như bạn thật sự muốn nghiêm túc thì đây không phải là một cái tình yêu mà các bạn có thể bắt đầu. Còn có những cái điều gì chờ đợi bạn sau 3 tháng nữa thì Khi thấy có cái love ở đây. Có thể là sau 3 tháng nữa thì bạn sẽ mới gặp được một cái người nào đó thật sự, một cái người nào đó có cái tình cảm thật sự, và bạn mới có thể quyết định cho cái tình yêu này. Còn bây giờ thì mọi thứ nó đang cần cái sự thay đổi về cái sự focus, cái sự tập trung của bạn. Các bạn có trust, các bạn có helpful people, và các bạn có opportunity. Khi nghĩ là các bạn sẽ không phải là không có một cơ hội đâu. Khi vẫn nghĩ là bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn, và các bạn có nhiều cái sự lựa chọn hơn khi mà các bạn chịu mở lòng mình hơn. Các bạn mở lòng mình hơn, và các bạn mở rộng các mối quan hệ nhiều hơn. Khi thấy là trong 3 tháng tới các bạn sẽ có cái cơ hội để mở rộng các mối quan hệ của mình. Và đến lúc đó thì Khi nghĩ là các bạn sẽ tìm được một cái người đó thích hợp hơn. Một cái người đó mới cho bạn nhiều niềm tin và cảm giác an toàn hơn là cái nhân vật này. Love made different, love who you are, và romance. Ok, nhưng Khi nói cái người này hoàn toàn có thể cho bạn một cái mối quan hệ lãng mạn, một cái tình cảm lãng mạn, nhưng mà để nó ổn định và để nó lâu dài và để nó trở thành một cái mối quan hệ chính thức, maybe là không phải. Sẽ có những cái sự thay đổi nó đến trong vòng 3 tháng tới, và dù là cái dù gì, chuyện gì nó đang thay đổi xung quanh bạn rất là nhiều, nhưng mà bạn cũng phải luôn nhớ là love who you are. Hãy yêu chính cái con người của bạn, hãy yêu chính cái bản thân của bạn, và yêu chính những cái vẻ đẹp của bạn, và tôn trọng nó. Và đừng để bản thân mình rơi vào những kết nối mà người ta không xem trọng giá trị bản thân của mình, hay là người ta đùa giỡn trên cái mức độ nghiêm túc của mình trong chuyện tình cảm. Thì cái điều đó là cái điều mà Khi không khuyến khích các bạn. Còn nếu như các bạn là những cái người mà có những cái suy nghĩ rất là thoáng, bởi vì Khi biết xung quanh Khi vẫn có những cái bạn, những người xung quanh của Khi á, những cái mối quan hệ bạn bè xung quanh của Khi vẫn có những người rất là thoáng trong cái vấn đề chuyện tình cảm hay là chuyện đôi lứa, thì chúng ta tìm đến nhau để vì một cái mục đích nào đó, để chúng ta vui vẻ với nhau thôi, thì nó cũng ok nếu như mà bạn là một cái người có cái suy nghĩ như thế. Ok, người này, nhưng mà người này vẫn có tình cảm với bạn nha, nhưng mà nó gọi là nó không nghiêm túc đó, và nó không đủ để chúng ta có thể giữ nó là một cái mối quan hệ chính thức. không đủ để tiến thành một cái mối chính thức mà có thể nói là một cái mối hệ mập mờ, chẳng hạn cái open relationship. Ok, đó là tất cả cái gì mà Khi có cho tụ 2. Bây giờ Khi sẽ đến với tụ cuối cùng. Có thể là người này là người mới và bạn sẽ gặp trong vòng khoảng 1 đến 3 tháng nữa, chứ Khi không nghĩ là cái người này bạn biết, bạn gặp rồi đâu. Cái đó là Khi nhìn thấy nó lên vậy. Hoặc là một cái người bạn mới gặp đây thôi, bạn mới có cảm xúc đây thôi, bạn mới crush họ đây thôi. Ok, đó là tụ 1, tụ 2 nha. Bây giờ Khi sẽ đến với tụ cuối cùng là tụ 3. Các bạn có Ace of Swords, các bạn có The Hangman, các bạn có The Sun, các bạn có King of Swords, các bạn có The Hermit, và các bạn có Three of Swords. Religious factors. Keep an open mind. Let's express your love. Codependency. Tụ này có những cái vấn đề nữa. Tụ này cũng là một cái tụ mà có rất là nhiều thứ để mà phải nói. Đầu tiên, tụ này cũng là một cái tụ dành cho những bạn độc thân. Tụ này cũng là tụ dành cho các bạn độc thân hoặc là sắp sửa độc thân. Khi cảm nhận được là ở khoảng thời điểm hiện tại, các bạn đang là cái người mà bị phụ thuộc vào cảm xúc của một mối quan hệ, bị phụ thuộc vào việc là bạn phải ở trong một mối quan hệ, bị phụ thuộc vào việc là bạn phải có một cái mối quan hệ cho mình. Bạn đang rất là, có thể là bạn đang rất là cảm thấy là mình đang cần một ai đó đến để giúp đỡ mình ở thời điểm hiện tại. Còn mọi thứ với bạn ở thời điểm này nó dường như là nó đang bị chững lại và nó đang không có được thông thoáng một chút. Nó đang rơi vào cái trạng thái bế tắc. Nó đang rơi vào cái trạng thái là bạn bị trói buộc trong chính những cái suy nghĩ của mình, bạn bị trói buộc trong chính cái thế giới nội tâm của mình cho một cái điều gì đó. Và ở đây là bạn cần phải, ở thời điểm này, bạn cần sử dụng cái năng lượng nam tính của mình để đưa ra cái quyết định. Bạn cần phải chặt bỏ hết những cái gì nó đang cố gắng kìm và hãm bạn lại, chặt đứt tất cả những cái nỗi sợ, chặt đứt tất cả những cái mà nó đang bó buộc bạn trong một cái tình huống nào đó, để mà bạn đánh rớt đi những cái dây trói đó để các bạn có thể giải phóng mình ra và tiến đến The Sun. The Sun xuất hiện, The Sun nó thật là trong trải bài này thì The Sun là duy nhất có lá The Sun là lá đẹp, duy nhất có lá The Sun là lá đẹp, còn tất cả những cái lá còn lại nó đều mang cái màu sắc nó rất là tối. 3 kiếm, các bạn đã nhận những cái tổn thương trong chuyện tình cảm, các bạn có những cái sự lừa dối trong cái mối quan hệ của mình, và trong cái khoảng thời gian này hoặc là cái khoảng thời gian 3 tháng tới, khi mà bạn chấm dứt được những cái điều này, nó là khoảng thời gian mà các bạn dành cho cái cuộc hành trình một mình của mình. Các bạn dành cho cái sự phát triển một mình của bạn. Bạn đi một mình trên con đường này là bạn chấp nhận mọi thứ thực tế, và bạn mở cái đầu óc mình ra nhiều hơn, bạn mở rộng cái suy nghĩ mình ra nhiều hơn, và bạn đương đầu với những cái thử thách. Religious factors, bạn sẽ có cái sự phát triển về mặt tâm linh của mình, và dần dần bạn sẽ giải quyết cái sự codependency của mình ở đây để học cái bài học là độc lập và một mình giải quyết tất cả các vấn đề ở đây để bạn có thể đạt được cái sự tự lập của mình. Có thể là từ trước đến giờ bạn luôn bị phụ thuộc vào các mối quan hệ, hay là khi mà kết thúc một cái mối quan hệ nào đó, bạn luôn cố gắng đi tìm một cái mối quan hệ để bù đắp, để lấp vào cái khoảng trống đó, nhưng mà cái khoảng trống đó bạn không có tự lấp, thì bây giờ là khoảng thời gian mà bạn buộc phải tự lắp cái mối quan hệ này. Nếu như hiện tại các bạn đang ở trong một mối quan hệ và các bạn buộc phải rời khỏi, và bạn phải là cái người độc hành cho cái hành trình của mình để bạn tự lắp đầy cái khoảng trống mà nó đang tạo ra, nó đang có trong bạn. Bạn có Love About, bạn có Base Chakra, Choose Your Battle, Control, Love About. Bạn vẫn còn một cái tình yêu gì đó rất nhiều với một ai đó, và hãy Đây là cái khoảng thời gian mà bạn phải hành động, buông bỏ kiểm soát với những cái control mà bạn vẫn đang cố gắng kiểm soát nó, giống như là bạn vẫn đang cố gắng kiểm soát mình trong một cái mối quan hệ với ai đó, thì đây là khoảng thời gian bạn phải xóa bỏ những cái kiểm soát đó để bạn giải phóng mình ra, bạn giải thoát mình ra khỏi cái nhà tù tinh thần của mình. Và cái tình yêu thương ở đây nó vẫn nhiều, nó vẫn đong đầy, nhưng mà nó cần sang cho những cái vấn đề khác, và nó cần phải có cái tình yêu thương dành cho chính bản thân của các bạn. Base chakra, bạn cần phải nối đất nhiều hơn, bạn cần phải, base chakra là cái luân xa gốc rễ, có thể là bạn cần phải tập trung vào những cái vấn đề thực tế nhiều hơn, bạn cần phải gắn chặt mình với những cái vấn đề mà đang có nhiều hơn, bạn nối đất nhiều hơn, bạn thực tế hơn, bạn nhìn vào những cái điều nó đang xảy ra và bạn giải quyết nó, bạn thật sự bước vào cái chặng để mà các bạn giải quyết những cái vấn đề này của mình. Các bạn có Ask Your Angel, các bạn có It's Up To You, No Need To Worry. Khi vẫn thấy việc ở đây là các bạn có cái sự lo lắng cho mình rất nhiều, và cái đích đến của 3 tháng tới ở đây nó không hiện ra cho Khi thấy rõ ràng một cái điều gì cả, bởi vì chặng hành trình của bạn ở thời điểm này nó sẽ là chặng hành trình mà bạn sẽ quyết định mọi thứ, và nó tùy thuộc vào cái sự cố gắng mà bạn đang nỗ lực cho nó. Và một khi chặng hành trình này chưa bắt đầu thì nó vẫn sẽ chưa cho chúng ta thấy được cái kết quả như thế nào. Hãy nói chuyện với những thiên thần hộ mệnh của mình nhiều hơn, hãy nói chuyện với đội bảo hộ tâm linh của mình nhiều hơn để bời bỏ những cái lo lắng trong cái hành trình mới này, trong cái hành trình bạn bước ra các mối quan hệ và tập việc sống một mình tự lập. Bạn tự đứng trên đôi chân của mình và bạn loại bỏ cái sự phụ thuộc của mình trong các mối quan hệ. Các bạn có Forgiveness, các bạn có The Heart of the Matter và Turn On Your Heart Light. Hãy tha thứ, hãy thật sự chạm đến cái gốc rễ của cái vấn đề, cái tim, cái tâm của cái vấn đề, hãy chạm đến nó, hãy nhìn vào thật sự cái vấn đề của các bạn đang là gì. Và dù nó là như thế nào thì cái việc buông bỏ và tha thứ nó vẫn là cái gốc rễ, nó vẫn là cái điều quan trọng nhất. Và bạn sẽ không thể nào chữa lành được cho mình khi mà trong tay bạn lúc nào cũng giữ khư những cái nỗi đau. Bạn sẽ không thể nào nhận được cái tình yêu thương khi mà bạn không thể nào cảm nhận được cái tình yêu thương khi mà lúc nào bạn cũng cảm thấy một cái sự thù hận trong bản thân của mình, một cái sự đổ lỗi, một cái sự có một cái điều Khi muốn chia sẻ với tụ ba là một vài ngày gần đây thì Khi có cái định viết về cái sự đổ lỗi trong các cái mối quan hệ. Giống như khi một cái mối quan hệ đổ vỡ, chúng ta phán xét rất nhiều, chúng ta đổ lỗi đối phương mình rất nhiều. Người chủ động kết thúc mối quan hệ cũng vậy, và người bị kết thúc mối quan hệ cũng vậy. Người chủ động mới kết thúc nó thì nói là cái người kia không mang lại cho mình đủ cảm xúc, hay là mình không cảm thấy an toàn khi ở cạnh họ, hay là như thế nào đó. Còn cái người bị bỏ rơi á, thì nói là người kia thay đổi, rồi người kia lừa dối, rồi người kia làm những cái điều sau lưng mình. Thì chúng ta hãy giải quyết những cái điều đó và chúng ta nhìn vào đó với một cái ánh mắt tha thứ nhiều hơn. Tha thứ cho nó và mở cho nó một con đường mới. Ok, đó là thông điệp mà Khi có cho tụ ba. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe trả bài ngày hôm nay của Khi, và mong rằng mọi người tìm được cái thông điệp phù hợp dành cho mình. Và hẹn gặp lại mọi người buổi trả bài lần sau. Bye bye.